Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có báo cáo gửi Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam về việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm hùm bông ở miền Trung sang thị trường Trung Quốc bị ách tắc không rõ nguyên nhân từ tháng 8 năm 2023 đến nay. Theo đó, Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc đã liên hệ, tổ chức cuộc làm việc trực tuyến giữa Tổng cục Hải quan Trung Quốc và các cơ quan chức năng của Việt Nam để trao đổi về tình hình xuất khẩu tôm hùm bông sang Trung Quốc. Tại buổi làm việc trực tuyến giữa Tổng cục Hải quan Trung Quốc và các cơ quan chức năng của Việt Nam để trao đổi về tình hình xuất khẩu tôm hùm bông sang Trung Quốc, theo Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, phía Trung Quốc chỉ cấm nhập khẩu tôm hùm bông khai thác, đánh bắt tự nhiên mà không cấm tôm hùm bông nuôi. Thủ tục thông quan lô hàng và kiểm tra an toàn thực phẩm không thay đổi so với trước đây. Đối với cơ sở bao gói, cơ sở nuôi tôm hùm bông xuất khẩu phải đăng ký danh sách kèm theo thông tin cụ thể về cơ sở nuôi tôm hùm. Vụ giám sát kiểm dịch động thực vật của Trung Quốc cho biết sẽ gửi cho phía Việt Nam biểu mẫu đăng ký mới thông qua Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc để rà soát, đăng ký đối với các cơ sở bao gói, cơ sở nuôi tôm hùm bông xuất khẩu sang Trung Quốc. Sau khi nhận được danh sách đăng ký của phía Việt Nam, phía Trung Quốc sẽ tổ chức kiểm tra trực tuyến hoặc trực tiếp đối với các cơ sở nuôi và công bố danh sách các cơ sở của Việt Nam được phép xuất khẩu sang Trung Quốc trên website của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.